Han Solo đây. Ở đây là gần nhất rồi các bạn nhé. Khu vực này là khu vực giới hạn rồi, mình không thể vào sâu hơn nữa. Bố ơi, anh có gạch bố không? Có. Đâu? Có. Em ngồi nhé. Ui, nó phối màu đẹp quá anh. Màu sân này nếu mà nhìn thì khoảng độ 30.000 chỗ ngồi. Hôm nay không phỏng vấn bởi vì đã có họp báo trước đó của huấn luyện viên Park Hang-seo và Quý Ngọc Hải rồi Dương Mốc ạ. Các bạn cứ bình tĩnh nha, mình sẽ zoom lên thêm tí nữa. Đó, hơi mờ chút, các bạn anh em thông cảm. Sân của Malay, Phan Nguyễn Minh Anh, cái sân của Malay mới thật sự đẳng cấp. À, sân Bukit Jalil phải không? Cứ bình luận bàn bạc với nhau. Các cầu thủ đang duy trì thói quen huấn luyện 3 so nhắc nhở trước trận. Mai đá sân này nha, mạnh trọng lâm. Chào trả lời các bạn, không hiểu phải tăng nghiệp. Anh em cứ xem nha, mình làm việc tí. Sân này chụp ảnh auto đẹp luôn. Đúng rồi. Tập xong mới về.
các bạn xem thủ môn tí. Chào mọi người. Ở phía xa kia là 21 bạn nha. Đấy, các bạn nhắc đến Văn Lâm đây. Đặng Văn Lâm đây. Xa xa là Tuấn Mạnh, Bùi Tiến Dũng. Đúng rồi, mạng ra sân này nhé. Bóng đá tập ở bên sân làm gì? Nhiều bạn pha mà không biết này.
chúng ta ngắm nghía cầu thủ thế thôi, cũng chẳng ngắm được gì nhiều vì sao quá. Các bạn đợi, cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành cùng Spotify.vn trong khoảng hơn 15 phút vừa qua. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.